Ok, rồi mở quay rồi đó. Enable kia đi. À, con 11 này phải không? Giờ tôi với ông Huy sẽ cho hai con T-Rex này đẻ trứng cái đã. Rồi, Chưa? enable rồi đó. Con bên ông đẻ phải không? Con bên tôi đẻ. Xây bỏ tủ lạnh trước cũng được, mốt mình ấp sau. Cái này nó giữ được tới nửa năm được. Để tôi đổi tên cho mấy ông kia coi. Đặt tên Long. Có bốn không? Đặt tên cho bốn không? Shinryu. Sao nó hết hiện cái mũi tên gì rồi? Shinryu. Mới tên gì? Nó hết hiện trái tim rồi. Đang lên nè. Kỳ vậy. Ok thì tập này thì mình với ông Huy sẽ đi bắt con Quetzal nha mọi người. Ok. Nãy tôi mới tia được một con ở gần phía bên kia rồi. Giờ về cho con này đẻ cái đã. Ủa sao nó hết lên rồi? Lên không? Kìa lên rồi, kìa lên rồi kìa. Hy vọng hai con này đẻ được 1.000, được cái trứng 1.000 thì khỏe quá. Có cái máy áp trứng mà cần gì? Nhanh thôi. Không, tôi nói là ấp được con level 1.000 trở lên thì ngon. Ý là lát pháp á, có má trứng mà. Chưa xây nữa, đang thiếu tè le nè. Tôi xây được nè. Mình phải đi một máy sao đủ phải mấy máy á. Còn có cái mod máy áp trứng mà. Có Có, đâu phải áp bằng cái máy điều hòa như bên kia đâu nội. hả? Ai biết cái máy đó làm sao. Một máy đủ hả? Tôi nghĩ vậy. Phải trái Nó cần điện. điện thì có rồi. Sao lâu dữ vậy? Có rồi kìa. Không nhặt đi. Cấp 1155. Nhặt đi Minh. Rồi nhặt rồi đó. Tắt Lên cái lên đi lên. bộ đi. Ủa không biết cái tủ lạnh metal là cái gì không? Chứ cũng làm cái tủ lạnh metal luôn quá. Đứng im, đứng im, đứng im. Ok rồi. Cứ mỗi lần mình đi bắt quét rồi là trời mưa gió. Đó, có một ông là Shin Giyu. Shin Không kêu ông hả? Còn ông nữa. Snipper Ride Vision. Đạt Nguyễn, đó. Ý cái này lắp được cho ông nha, ông súng mình nè. Chi kích. Rồi Còn nữa ta, à không bị đạt. Không bị đạt. Bị đạt cháu lại chim đi. Facebook ông kêu đặt tên ông trên YouTube à. Đặt tên mấy khủng long nè. Ủa hồi nãy tôi đặt cái ống nhóm vô mà sao kìa. What the hell? Gì vậy? Gắn cắm ngắm laser vô mà chả thấy nó hiện gì ra hết. Shit. Gắn cái đó vô là không có được xài đạn game ơi đâu. Quỳ luôn. Thôi đi. Đủ Ê, rồi phải kìa không? Xong rồi phải không? như có laser kìa. Có hả? Màu xanh. Tôi cũng thấy gì hết vậy ta. Cũng mệt. Phải cái truy kích gì cũng nổi. Thì ông đó tên di kích mà. Đó, hôm qua thì cái clip mọi người xem á thì mình bắt được hai con rồi, nhưng mà hôm bữa đang 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 vô game farm thì thấy có một con cái nó ở gần bên nhà mình, cho nên mình tới mình bắt luôn được ba con nó mạnh lắm. Cái con cái đó là level 1.000 mấy luôn nè, thấy không? Rồi đi. Thì có con cái mới đẻ trứng được. Vậy thôi. Mu 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 let mu let Quên giới mu thiệu mọi người cái lò nung metal đây. Cái tên luôn nè. Industrial Fork gì nè. Đó, cái lò này thì chạy bằng ga nha, bỏ metal vô nung. Cái tốc độ nó nung cũng nhanh gấp 4-5 lần cái lò kia. Rồi. Bây giờ ông Huy sẽ lấy cái cây nỏ bắn cái cọng dây vào. Khoan, để giới thiệu với mọi người cọng dây đó luôn Huy. Rồi bay rồi, ôi gì? À đây, cái cọng dây đó là cái cọng tên gì ta? Gấp, gấp bình hút. Hút.
HOK đúng không? Đây cộng này nè. Ráp lên không? Đó cộng này nè. Đó. Thì mọi người ráp cái cây đó xong rồi bỏ vô cái cây nỏ rồi bắn dính vô con chim, rồi nó sẽ tự dính vô như thế này. Đó. Chuột phải là thả xuống, còn chuột trái là kéo lên đúng không? Ừ. Đó. Là làm được cái cọng dây đu theo người như thế này rồi. Nhớ mang heo dù nha mấy ông nội. Ờ nhưng mà heo dù nha, tại vì những cái cọng dây này mà đu vào rừng á thì nếu mà bị vướng cây thì rất là dễ bị đứt. Rất là dễ bị đứt luôn á. Cho nên tốt nhất là nên đem theo dù để nó đứt rớt xuống lên đường luôn. Cái cọng dây này cái lợi ích là mọi người sẽ dễ bắn hơn, nó không có bị kẹt cái chân của con chim á. Còn nếu mà gấp lên thì nó dễ bị kẹt. Nó vậy á. Để tôi xác định lại vị trí con quách rồ hồi nãy. Hình như là bay thẳng hướng này là ok rồi. Hồi nãy tôi thấy một con quách rồ 308 ở đây. Map này thì kiếm quách rồ lên lava dễ hơn, nhưng mà trên đó sợ bị dính mấy cái bút quá, nên là tôi phải làm vòng đây. Không biết nó còn ở đây không. Hồi nãy là thấy nó là ở qua cái hang nhà thằng kia đó. Rất nhớ nói với ông nội. Con gì thú kìa. Hãy biết. Chắc mấy Ronto. Ronto thì thú ghê mày. Chỉ có nó cổ nó cao đây mới nghe thôi chứ dưới. Where are you now? Chưa. Nè nãy tôi thấy nó ở đây nè. Giờ kiếm nó thôi. Để coi lại tà độ. Kìa dưới kìa, dưới kìa, dưới kìa. Dưới không? À nó này đúng nó rồi. Con này 308. Ờ ok, dưới đó. Ok, thấy rồi. Để tôi bắn nó, để tôi bắn nó, để tôi bắn nó, đi, đi, đi. Không có cái gì không bắn khỏe mà. Sực cái điêu đi. 432 điên rồi đam. Ghê. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Thì bay theo thôi, nó mày. Ngon trộn á, hiện xạ dữ vậy. Dính bút rồi kìa. Nó bay lên, nó bay lên. Nó chạy kìa, nó chạy bên kia kìa. Trời ơi, nó chạy chậm lại rồi. Cái súng này không bắn khỏi cần ngắm. Khỏi cần canh gì á, để ngay là trúng luôn. Ừ, cho nó tới mấy cái khu này đi. Bắt con quét rồ này thì có nhiều cách lắm, cách như tôi với ông Huy cũng được, hoặc là mọi người thích gấp lên bắt thì cũng được. Còn nếu mà chỉ chơi có một người thì mọi người có thể cũng xài cái cách đu dây này nè. Nhưng mà mọi người phải thuần thục lắm, phải nhảy khỏi con chim rồi bắn cọng dây vô người con chim rồi xong rồi điều khiển cho con chim nó dí con quách rồ á. Rồi khi mà con chim nó tới gần quách rồ thì mọi người bắn. Rồi lại tiếp tục như thế. Mà nói chung chơi một người á thì đòi hỏi kỹ năng hơi nhiều. Ờ. Chơi hai người thì bao giờ nó cũng khỏe hơn. Đừng có đu xuống sát quá, dính cái gì thôi. Chạy kìa, chạy kìa. Tôi sợ rớt nước thôi. Map này nhiều nước quá. Cái đồ đèn bắn quay đầu lại này khô miệng. Quá giờ này nó khó chịu lắm, nó cứ quay tới quay lui giống như là mấy cái con Giga vậy đó. Nói chung mấy con mà level cao cao mạnh mạnh là nó khôn lắm. Ê nó rụng hay gì không thấy. À đây. Đây nè. À khu vực này đẹp quá, view xa mấy loài. Ồ mà rớt đen thơm biết nhiêu trời. Không thấy đâu ta. À đây. Bên phải kìa. Mày chạy. Nó bay cao cao thì dễ bắn hơn, còn nó mà bay thấp thấp xuống đây thì khó bắn. Có khi nào nó bay lại nó cắn đứt dây không? Đó đồng nồi. Ủa có cái bacon màu vàng trước mặt rồi. Chơi game này thì khó chịu khó lượm bacon chút mới có đồ xịn. À đúng rồi, phải giết mấy con alpha mới có đồ xịn nha Huy. Mấy con alpha nó hay rớt đồ đỏ lắm á. Hôm qua tôi mới giết con raptor alpha. Tưởng gì? Cái skin nón. Cái nón thôi hả? À. Mấy đồ ngon bắt mấy con mạnh mạnh. Hello. Nó bay cao dữ bay.
có con quách giờ này mốt mình đưa khủng long đồ đi được, có thể mốt xây gì hả, mốt đi ra Bắc Cực được. Ừ, mốt có thể xây một cái bay trên lưng nó được luôn á, đưa một T-Rex đồ đi rồi chắc được. Ba bay cao cao lên đầu á, nó bắn vô đầu. Nó cao rồi nè. Không đu dây dài quá anh chị. Đu thấp lên. Từ 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 để đu lên. Đu đi, chỗ này rừng nhiều lắm nha. Kìa nó dưới kìa, nó dưới kìa bên trái. Má cái con này mà qua The Iceland bảo đảm là mất luôn á. Cái map The Iceland bắt con này khó lắm. Tại The Iceland nó rừng rậm quá nhiều mà cái con này nó lại xuất hiện ngay cái khu rừng đỏ. Nó mà lượn vô chổng là thôi rồi, lượm ơi luôn. Xác con mẹ định luôn. Ờ, khó bắt lắm con này. Khó chịu. Con này tuy là chim nhưng mà cái turbo của nó cao dữ lắm. Nó không có như mấy con kia. Rồi 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 rồi. Chắc nó gục ở khu vực này thôi. Bà ở đây giật ở đây chứ. Nó xuống là nó xuống khu rừng rồi kìa, nó xuống khu rừng rồi kìa, coi chừng ông bị rớt á. Rồi mất tích luôn. Đó, nấp vô lùm kìa, thấy nó rồi. Hả? Ủa sao ông bị... ông bắn trúng chim hay gì vậy? À, đứng im, đứng im, đứng im, nó bị búp rồi. Đu dây lên, đu dây lên đi. Thấy nó bị búp rồi, hả? Nó bị búp rồi. Ờ, gì được, thơm. Mọi người thấy cái mỏ nó không? Đỏ đỏ nè, đó. Nó thằng viên 400 mấy không lẽ mày không xỉu? 4.000 mấy tàu bùa đó. Ừ. Nãy giờ 12.000 rồi. Con này tàu bùa cao lắm. 16 20 nè. Ê, gục rồi kìa. Xỉu, xỉu, bánh nó gục ngay đó luôn trời. Ờ, vậy khỏe, coi đâu. Sao vô? Từ kiếm chỗ đáp đây nè. Đáp được không? Ông đáp xuống được không Huy? Không được. Không được hả? Ông đứng đó rồi, ông đứng im đi. Ồ, nhìn thấy cảnh này real life thì cái giống như thiệt vậy má ơi. Cái màu. À, đưa. Ông bỏ thịt vô người anh chim đi. Thịt vô người anh chim á. Đập cái cây này đi Huy, tôi nghĩ đập cái cây này khỏe hơn á. Không, tôi cho nó ăn được nè. Hay là để nó đói đi rồi cho nó ăn ha. Kệ, cứ bỏ mẹ đi, tôi thấy nó cũng vậy à. Gì? Tôi thấy cũng vậy à, bỏ cho luôn đi. Ở đây có cái góc bút khó chịu lắm. Ờ, tao bùa gớt kìa. Ừ. Ồ, nhìn này giống như hình thiệt xuống, vậy. Xuống phá cây đi, xuống phá cây. Xuống được không? Này, để xuống. Ủa, xong rớt luôn rồi. Tôi gắn dây xuống mà. Ơi. Ở xong bay xuống rồi, bay lên rồi. Đó. Rồi đậu đây đó, ông đu xuống đi. Cây này mới phá được không, cái lũ đạn. Kìa, sập. Đốn rừng. Ừ. Đu. Trời, nó nằm giữa vậy luôn hả? Bái đái thiệt. Ủa Huy đâu Huy? Ông lại cho đó ông đáp đi, ông đừng kinh dài nữa. Ông xuống dưới chân nó đáp đi. Ông còn trên con này nè, đáp ra được không? Ông xuống được chưa? Làm sao để tắt này? Ấy, đừng, tôi chưa có xuống được. Đừng có bay nữa, đậu đi. Đậu đập. Alo, hello. Hồi nãy mình đang quay thì cái máy nó tắt quay hồi nào mình không hay luôn, bị lỗi. Không biết mọi người xem được tới khúc nào rồi. Đó, thì cập nhật tình hình là mình với ông Huy bắn gục con quách rồ nè, nó đang đứng ở giữa cái vách núi luôn nè. Hồi nãy ở đây có một đống cây mà ông Huy mới đốn rồi đó. Vậy lấy ông ghép lại luôn hả? Ừ, ghép lại luôn chứ giờ sao. Đang quay tự nhiên nó bị lỗi gì đó, nó không quay nữa.
mà tôi không biết nó bị từ bao giờ. Bó Ồ, trên này tay. mây tồ to quá trời luôn Rồi lấy ít mây tội đi nè. Huy. Tôi Ờ có chết nhiều mỏ không đỏ có nè, đem bít nữa chứ. tôi có bích đỏ luôn nè, Rồi đập đi. tôi nguyên set đỏ luôn. Ghê. Ngon. Từ bi Ừ, sẵn rìu sẵn nói tới set đỏ là cái đồ của tôi đang mặc là nguyên bộ đỏ đó nè, có mấy món đỏ tím như vậy là của ông Berserker ông đúc cho. Ông Berserker ông nào biết thì cứ vô đưa metal cho ông đúc giùm nha. Ok, một set là khoảng đưa ông 3.000 metal là ông đúc. Tịch ga. Ủa, hồi năm có bỏ cái bình gì chơi vô người nó không? có Sao đây còn tới 5.000 dữ vậy trời? 5.000 nữa nè, tôi đưa trong luôn chim đủ là trả không, tôi bỏ vô 10.000 Chim này á. chim chắc dư Ừ. dư khỏe luôn á, lấy thêm đi. Tôi sợ móc trúng ông, tôi sợ cân ông nữa nó nặng thôi. Con nó quay 15.000 luôn mà. Thôi khỏi cho ăn đi Huy. Cái cây turbo nó lên nhanh là ấy là cái cây tâm minh nó lên nhanh hơn cây turbo mà. Tôi có cánh đây, tôi sẽ bay. Rồi bay đi. Bắt Ê, chớn từ ông đó lao xuống. có gì ông quắp tôi nha, có gì ông đi theo quắp tôi nha, Lộ như đúng rồi ông nội. hãy xem đây. Tôi có cánh. I'm flying. Rồi đáp ra biển chơi đi. Ở đây Gọi làm như sao, cái hẻm cá mập thì phải. làm sao để rớt xuống nhỉ? Bấm tắt cái dù đi, rớt liền. Hoặc khỏi bấm Rớt S. liền hả? Bỏ S đi, bỏ S đi nó rớt. Bỏ hết rồi nè. Rồi dạ. Ai bỏ dù ra lớn dưới xin dưới không? Rớt xong rớt nội. Chạy xuống cứu tôi nha. Hên xui à. Ai vô vách núi này Xuống đi, lụ ở đây bay luôn, bay xuống nước luôn, thực hiện trò chơi mạo hiểm. giờ sao bay ra? Quê hả? Ở này ra lại nè, ra này, ra này. Rồi, thả đi. Cũng bị đáp nè. Ủa, ông đâu rồi? Vãi nó bị Xuống lắc nè, ông nội. Rồi. xuống đây. Khoan 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 khoan. Ở xuống Rồi thì rồi, tác rồi dụng xuống được, đi xuống đi tác dụng được, xuống đi. Tác dụng. tác dụng được. Ai gắt rồi. Ủa, ông đâu? Ủa, ở đây có gì đâu, ở đây vui mà. Rồi xong ăn cứt luôn. Con chim này gấp sát nước không được. Vô em. Ủa ở đây bơi mát quá ta. Ủa ở đây ít nguy hiểm vậy lúa luôn đi. Ông bi đạt. Mai mốt mình giờ vào đây đi. Chả bù với cái khu nhà mình lũ đạn sát nó toàn cái gì đâu không. Đây nè, có con quái thú nhỏ nè. Ngôi nhà mình xây giờ bự quá giờ giờ lười mẹ luôn. Ý trời ơi. Có mày khốn nạn không mày? Cho nó gì coi. Gấp luôn hả? Ok. Nhớ vị trí con kia nha ông nội. Khu bên đây thì an ninh thiệt nhưng mà không có chỗ xây dựng. Ông khu bên đây đẹp thiệt chứ. Đừng bay nhanh quá mấy tôi bị lắc á ông ơi. Lựu đạn mấy tôi nó lên á. Ổ cứng tôi này bị sida mẹ. Ok, giờ bay về nâng điểm cho chim luôn. Quá bá đạo. Quá coi nó nhiều rồi. Nghe qua coi đi. Phải ở chế độ người thứ nhất cái con mới được. Shit. Một phần ba rồi. Ồ nãy mình quên chế y như nó. Shit. Hay con chim mình Nó nó. rồi, nó ở trong bê tô, ở trong bàn mây. Mấy con chim màu lông đẹp vậy lúa luôn, màu đỏ đỏ. Tắm qua ông chụp chim màu ảo lại, cánh xanh rồi màu tùm lum. Mốc sơn lũ đạn tôi đang đang tính làm bộ cúp kinh bọt sơn nè. Đi thám Như hiểm đó không? mày tồn, như đó mày tồn luôn, đi vô không Đi thở lát rất chim sao rớt được.
Có vậy mình phi mấy tổ cá đóng này nè. Thì đó đây nguyên bãi mười tổ, nguyên tổ luôn. Nhà gần nhà mình cũng nhiều lắm, khỏi lo. Bá này thiếu cha gì, map này nhiều phải đái luôn. Có đá đen không? Đá đen mới là quý. Trời ơi mấy tổ kìa. Không mấy tổ kìa. Biết xài bao nhiêu cho hết luôn á. Đá đen ở miệng núi lửa mới có. Ủa chỗ này đẹp quá bay. Ủa chỗ này bao đẹp luôn. Ánh sáng hắt hiu. Ủa đá đen phải lên cái khu, không lẽ giờ phải bay lên khu núi lửa hả trời? À, không, tôi biết chỗ có nè. À gì được. À, chỗ đã lâu lâu đúng không? Đường nhà mình á, ừ. Đi không, đi không? Xong này đó. Dắt đi luôn hả? Không lẽ em mới về cái đảo xa lắm không nậu? Giờ còn tới khu nhà mình á. Mà giờ nó còn lâu quá lũ đạn. Hồi nãy mình ở đâu đi vô đây vậy? Ở hướng đó đó đúng rồi. Thì có cánh cái nó bay cao hơn sao đó. Đu đa ông nội đủ skin thôi. Không phải skin đâu ông nội, bộ đồ luôn ông nội. Rồi gì? Cái cánh này là bộ đồ luôn á. Giá có 10 ammo à. Phải à. Nó mod này đầu tư vậy. Đẹp quá. Có phải là chế độ bye 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 nó mới đẹp. Ai đứng chưa vậy? Nửa cây à, mới nửa cây à. Trời tối luôn rồi kìa. Tôi nghĩ là trời sáng mới xong á. Nó đang toàn mà hồi. Nó đang toàn mà. Coi thông số bao nhiêu. Cái ấm tàu bua sao? Ấm tàu bua lên chậm hơn ấm kia. Không cứ chờ đi chứ lũ lát nó đứng lên là nó bay đi đâu mất công nữa. Phiền mấy đái. Đây là season đầu tiên bắt đường vết vô. Cái season hồi trước The Iceland hình như là season 2, season 1 gì đó. Nhiều khi nó xỉn rồi đó mà nó ngục ở đâu mà không biết á. Cũng có thể. Nó thấm từ từ mà. Nói chung là khu bên The Iceland thì nó khốn nạn. Ồ, lên đây được không? Đâu? Đây chơi nè, sau lưng nè. Ê, có bacon tím, tôi làm bacon tím nha. Đâu vậy? Bên kia kìa. Chơi này phải chăm đi lượm bacon chứ không. Gì mày? Mày ăn kêu mình luôn ơi. Ờ được. Mình luôn. Ăn sáng. chưa ăn kêu rồi mới kêu. Sáng vô chết là thấy không vui rồi. Có ông nào chơi mà chơi đàng hoàng nha. Phá quá mà ủ đạn. Nghĩ sao quăng deep lôi nhà tá banh luôn cái bài mai luôn. Mà biết đâu thiên nhiên nội. Không có đâu biết được. Nhà mình hay có đi lô đi vô lắm á. Có ông á, ông kia á, ông hay thả đi lô vô. Ủa dạ. Bữa tôi vô thấy ông thả 3-4 con tôi giết hết. Ông màu nhớ ông vô tù phải không? Ừ. Nhây và lờ luôn á. Còn không muốn chắc ăn xây mẹ nó cái chuồng kín nắp là xong. Mấy mốt rảnh rảnh tôi với ông vô thêm server PvP trên nữa. Được. Vui à. Vô làm quen thôi chứ không có quay. Chứ nó quay chua lắm. Chua luôn. Rồi xong. Chúc mừng. Gì? Tôi đã bị kẹt. Ngủ đại ngoài đường đêm đi ba. Ồ. Đu. Đi ghét. Đây cần ơi rơi xuống cho anh một món đồ đỏ đỏ đi. Cây cần xanh dương có màu đỏ. Đâu ra cây cần xanh dương đồ của bắp không một nồi. Xanh dương nãy tôi lấy nguyên sách đỏ nè. Cái gì đỏ? Cây bích với lại cây bia. Xanh dương hả? Ừ. Trời nó chưa cho lấy nữa. Bộ sao lâu vậy?
Trời ơi, cái nón chi tin màu đỏ. Shit tiệt. Anh đâu cần nón chi tin. Anh cần đồ. Ê, bên đây có con cái bên cạnh màu tím đó kìa. Bên cạnh màu nào? Tím. Ở đâu à? Có con chim á, mà nãy ông bay bên trái, rồi bay bên phải. Nói tôi đang cởi chim mà tôi không biết. Tôi không thấy đâu à. Ông ở đâu? Cái beacon màu tím tôi đang thấy là hiện tại có một cái duy nhất rồi tôi lấy luôn rồi đó. Còn cái ông nội. Chỗ con chim á, ông về chỗ con chim đi. Dạ sao về chỗ chim nổi, tới hù hết cái đường rồi má ơi. Phải lưa. Chuyến này đi là đủ, phải đi tới sáng luôn hay không? Chuyển gamma lên. Chính rồi, nó cũng tới thui à. Quan cảnh nó cũng mịt mùng. Đấy, nhìn tao độ. Ông đang tao độ nhiêu ạ? 30 là 34 35 gì đó. 50, 52. 52 à? Ừ. 34 35 là khu này nè. Ông bay vòng núi làm thấy liền gì? Rồi tới rồi nè, sao đâu thấy bê kinh gì đâu trời. Ông đâu? Trên cao, đang trên cao. Hình như bị mất rồi. Vãi đái. Má trời mưa cái dưới cái sông nó đỏ lòm. Máu á. Nó vô rừng bị lắc quá. Tôi bị lạc ông Huy rồi bà con ơi. Thời tiết dưới mưa tối còn mưa nữa. Shit. Mỗi lần bắt con quét dồ và đủ thứ chuyện. Y luôn. Số nó nhỏ rồi. Hy vọng kỳ này không gặp sự cố gì nha. Sáng lên đó rồi kìa. Họ quay cận cảnh mặt căng xuống liền. Tôi đang bay gần đảo Lava luôn. Sai em nội. Lấy ai đón tôi về. Giờ đang lạc cái đảo của ông rồi. Nhưng mà yên tâm, sẽ kiếm được thôi. Hình như nắng lên phải không? Ừ. Ôi cái gì vậy? Chỗ gì xanh lè nó chiếu vào mặt mình thế? Lũ đáng. Ôi sao nhiều vậy? Tưởng nó tận thế tới. Ý có thằng nào đang dưới đây xây cái bếp lửa nè. Ai vậy? Ồ ghê vậy, giống cái mộ vậy. Gì đây? Please take on Beaver Dam là gì? Phụ lava. Một thanh niên nó đã bị dính. Cái gì? Bay về cứu tôi coi. Phụ lava. Ủa đây có cái hồ đẹp phải đái luôn á. Phụ lava là cái vụ mà cái thuyền kia nuôi cù á. Trời cái vụ đó hả? Vụ đó cũ rồi mà. Mấy ông nào còn chưa cập nhật nữa hả? Vậy là mấy ông chưa lên đúng không? Lên đó là chỉ có nước mà đứng nhìn. Thôi cái đem pháo sáng không bắn một cái ơi. Có ông nội. Mịt mùng phải lúa ra hết thấy đường luôn. Hình như con cái đứng rồi phải không? Chưa. Lộn rồi. Giờ tôi sẽ bay về tọa độ ngang 55 thôi. Ngang 55 phải không? Ừ. Ngang 55 đang tới đây. Ok như tôi tới rồi. Đứng chơi, đứng chơi. Ồ, ở dưới có Spino này. Có ông nào kêu mình bắt Spino. Không được, nhà rộng mà. Con nó bơi được mà. Con nó dưới nước luôn. Tới hai cái đường hẻm rồi nè. 55, ba mấy? 32, 34. Ông bay lên cao á, đừng bay dưới ông nội. Lên rồi nè, tới đúng ngay chỗ đó luôn rồi nè. Sao kỳ ta, que
Tên tôi nghe Where are you? À hình như là có tôi thấy không nào mới tôi nghe tiếng chim bay qua mà nghe vậy, nghe ông hay sao? Nghe không, nghe nghe lại chưa? Có vẫn đang nghe mà không biết ở đâu á. Đây đúng không? Điếu phải. Con bé giờ mọc ra, con bé giờ sao rồi? Chưa biết nữa. À, ông đứng trên đó luôn rồi phải không? Quỳ luôn rồi. Alpha Tigris. Ủa sao đây lại có chim ta? Ở đây cũng có chim nữa Huy. Trời ơi, cứu tôi lẹ đi nợ. Không ở đâu, không thấy mặt trời mọc không? Tôi đang lạnh lắm rồi. À. Ở đây gần không mà lâu ra là thấy mà. Rồi đợi bây giờ đứng luôn đi, để tôi lượn vòng vòng chơi. Tôi chỉ thấy có một. Tôi đang ở 55-34 nè, mà đâu thấy ai đâu. Ông bay ra cái chỗ nước hồi nãy đi, dũng nước. Ừ, đang dũng nước nè. Phải không cha? Ừ. Cái dũng nước mà nãy tôi dòng xuống á. Ông đọc lại tọa độ coi đúng chuẩn chưa? Tôi đang ở dọc 35 dài 50 khoảng 53 đó. Cái hình mà cái mũi tên cái cây mà gắm vô chữ mi á là ở giữa hai dòng sông. Ở giữa hai dòng sông. Ông đang ở đâu? Đoạn đó chứ đâu? Để tôi bay xuống. Ông thấy mặt trời mọc ở hướng nào? Đã nói gần không sao thấy. Kỳ vậy. Không phải thấy le lói chứ. Mặt trời mọc bên phải. Bên phải của ông phải không? Ừ. Bên phải của ông. À mà quên nó lụ đạn. Bên phải của ông thì ông đứng xoay qua hướng nào ta? Bên trái của tôi nội ơi, là tôi đứng xoay hướng hồ nước á. Hồ nước nãy tôi bay nhảy dù xuống á. Bây giờ ông, bây giờ ông nhìn ra hồ nước đi. Để nhìn hồ nước nè. Là cái mặt trời nằm bên trái đúng không? Không, nó bị che nhưng mà nằm bên trái. Để tôi kiếm. Ông thấy quét rồ thấy tôi cái gì? Quét rồ trời ơi, nó đứng trong hẻm núi có chút xíu ông hai. Cái ông mù đường mà ông phải đi bộ lắm. Ông phải đi không hết lắm. Hình đi tới rồi nè. Để giờ một mình bơ vơ với con chim. Thấy bài cành xanh lá cây không? Xanh lá cây xa lắm anh nội. Ủa sao tôi tới cái khu này đúng cái khu nãy mà không có đi lộn đâu vậy? Khu nãy là ông phải thấy con chim chứ. Ồ ồ. Sao hoàn cảnh điếu gì mà giống nhau thế không biết. Hay để tôi nhảy dù. Ông nhảy dù tôi cũng thua. Tôi đang ở bên cạnh xanh lá cây nè. Xanh lá cây là xa lắm nội. Bây ngược lại. Ngược lại hướng nào? Ngược lại hướng mặt trời hay là thuận hướng mặt trời? Ngược lại hướng mặt trời. Ngược lại hướng mặt trời phải không? Ừ. Là tôi bay thẳng tới mặt trời phải không? Là bay ngược lại ông nội ơi. Nghĩ sao thuận. Rồi bay thẳng phải không? Hay quẹo. Đang bay thẳng về đó. Thẳng đi. Rồi. Tôi đang ngó đây. Thấy chưa? Chưa. Ông nhìn. Ông nhìn bên hẻm núi á. Có con thánh. Giờ không biết sao nhìn ông nữa. Kìa thấy không kìa, bay thẳng lên. Bay thẳng tay hả? Hay cái núi nhìn xuống. À thấy rồi. Shit. Hay quá. Trời ơi tôi vừa tới cái là con này đứng dây liền đúng không? Tôi canh chuẩn lắm ba. Bích cái gì? Bích cái lỗ ra gì rồi hả? Là bích cái lỗ. À cái lỗ dưới đại dương à. Lỗ tàu cái mình phải không? Cái lỗ hàng rào á. Không cái lỗ hàng rào á. Nói chung giờ mình cũng đâu đi tàu nhiều nữa đâu. Đi à quên còn còn bắt ghi anh. Cái lỗ nghe hàng rào á. Tôi biết. Nghe nhà gỗ á, chứ không phải nghe thuyền. Ờ ngay cái đâu có nó chưa biết cái lỗ tạo không nội ơi. Nó đứng rồi kìa. Nó đứng rồi kìa. Cái lỗ gáp mà không. Ủa gì vậy? Cái lũ nạn con này nó điên thiệt. Cái lỗ gáp mà liên quan gì tới tàu. Ôi lỗ rát là lỗ tàu đâu nội, đâu nói bay đâu. Không đâu ai. Không đâu ai. Bắn vô, bắn vô con chim, bắn vô.
Ồ, quay Azu. Rồi chạy đi. Rồi, về thôi. À, chúng ta du ngoạn được cả đêm luôn. Vui. Biết đường về không nội? Trời ơi, mới xem thường nhau vậy ba. Ủa chết mẹ, bay lộn hướng này. Ồ, Heo chính xác rồi. heo heo Hiện nay nhìn xuống đẹp lắm. Mà gót xuống cũng đẹp lời luôn. Ok, bay về thôi. Đừng có chat nữa Huy, cho nó tắt cái cửa sổ đi để tôi chụp hình với chứ cha. Đủ nạn. Nó tự chát Đừng chat nữa. mà. Để tôi chụp hình. Má phải đái thì đu lên Huy, đu cao cao lên, lũ đạn đu kiểu này thấy không được. Ừ. Tại cái con bài nô dưới kìa. Ok bà đi, con Nó đó đi làm như tính bị sao. kìa. Đẹp vậy. Nó cấp nhiều. Oh, view đẹp, view đẹp. Đồ 840. View đẹp, view đẹp. Rồi xong. Không, chụp lần là phải 100 view. Chúng tôi không Chốn. à, cái gì? Có cần mượn quét rồ nói nha, Tôi có rồi. mượn con đực về cho đẻ trứng chơi. Ủa mà quên, đâu được đâu, hình như của nó mình đâu có xài để cho đẻ trứng được. Lâu vậy. Ôi trời, cảm giác quét rồ này như bay hơi chậm thì phải. Wow, đẹp quá, thiên nhiên hùng vĩ vậy lờ. Ủa, thằng Huy làm gì nó bay tới bay lui ghê trời. Ơi sao tôi ơi Đù, đù, cái thằng đù. Rồi sao? cái gì vậy Gớt chưa? ủa sao vậy Chết hả? sao chết tôi vậy Đù dây bình thường điện. Hậu quả của mấy thằng đu dây điện á. mấy ông chơi trò vậy Cái gì vậy ba? Tôi bay bình thường nãy giờ nha. du sao Ủa, tôi lại chết ai kêu đu lên đu xuống làm gì? tôi để im mà có đu lên đu xuống đâu rồi Nãy giờ tôi bay bình thường à, đâu có gì đâu. đồ của tôi đồ của tôi Rồi, nín địch luôn. Tôi quắc luôn. Chúc mừng bạn Huy đã luôn á. Gần tới nhà nhưng vẫn đếm số như thường. Tôi tới nhà Đây nè, lấy đồ được rồi. à đúng rồi, tôi có xây cái bia mộ mà, quên nói ông nữa, Bia mộ làm gì? cái bia mộ lấy lại được hết đồ mình định mình mất luôn á. Ông nói làm tôi chạy ra đây. Cái bia mộ ngay cái bên phải nhà mình á, ngay bên phải nhà gỗ Thấy không cha? phải. Sai thì điếu nó được. Giật cờ lót map, lót Mấy về tới nhà, map, lót mấy về tới nhà còn chết. rồi xong lạc không biết gì gì mời à, nó đây nè, nó bay chậm quá. con bay cho dữ vô bịch cái này lại. Trong người cụ đập cái dòng sông đi, nó bỏ cái dòng sông đi nó bỏ cái đống thép rồi mà. Từ từ để xây lại. Từ để xây lại. Á, nhìn thấy ớn quá. Bây giờ xuống chưa? Bây giờ xuống chưa? Xuống chưa? Sợ tôi. Ê, giật quá. Ê, giật quá. Lũ đạn xét. Giật quá. Lũ đạn xét. Làm yên cho em ấy đi Huy ơi. Không hết nâng điểm được à? Chết mồm, tôi cũng vậy rồi giờ sao? Kêu ông nào cho mình cái yên đi. Nói chứ tôi làm được con cha ơi. Làm cái yên có cái gì trên lưng luôn ha. Ừ đúng rồi. Nó không đậu được gì. Không có chỗ trống nhỏ đậu chứ gì. Vậy ông ra ông xây đi, ông xây nhà đi. Tôi làm yên thôi.
Silica Đồ má thằng nào 250. thần thánh ỉa hai cục cước đè lên nhau hay gì? Thôi không có đủ silica ông ơi. Silica là gì? À chi tiến hả? Ngọc trai. Trai đi lặn đi. Ê, đủ, đủ 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 dư dư dư. À có ngàn mấy mà. Đáp đi em. Ê sao nó không đáp vậy? Xi mê tinh. Đỉnh mệnh nó không đáp. Không có xi mê tinh. Xi mê tinh là phải đi lụm rồi. Xi mê tinh chế mà. Xi ờ thì ông phải có chi tin mới chế được chứ không đúng à. Có chi tin đây mà. Rồi, rồi ok, rồi tập này mình kết thúc tại đây. Ok, chào mọi người, gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.